Shop MD Sài Gòn kính chào cả nhà. Hôm nay em tới giới thiệu đến các bác hai cái đầu ha, một con Pioneer PDR-D7 và một con Dash Sony 77ES ha. Chỉ giải mã em test cho một cái bác ở ngoài Bắc ha. Và trước khi mà bác quyết định là xem bác sẽ mua con nào. Con D7 này của em nó không đọc được đĩa nhé bác. Và nó chỉ giải mã thôi. Chỉ giải mã thôi. Và con này thì như em đã từng giới thiệu ha, nó giải mã 24 bit. Có 3 đường vào ha. Đồng trục quang và analog. Con này giải mã thì không cần đĩa mồi gì ha, chỉ cần một cái bấm nút monitor ở đây ha, là nó nút record đây thì nó sẽ hiện màn hình monitor ha. Rồi. Con ở dưới này là con Dash 57ES ha. Con này nó cũng có 3 đường vào luôn. Analog ha, quang và đồng trục. Rồi, hôm nay em sẽ test để nghe cho các bác nghe thử chất âm của hai con này. Con trên này ha, em bán với giá là 3 triệu nha các bác. 3 triệu ha. Con dưới này là 5 triệu nha các bác. 57 tiếng nó dày hơn, tiếng nó dày hơn. Tiếng bass nó lực hơn. Còn con D7 này thì tiếng nó chi tiết, rất là chi tiết và đều các bác. Các bác nghe các bác đánh giá thử giúp em ha, con nào hay và con nào hay, con nào bày đẹp. Rồi em sẽ test luôn. Em đang kết nối con Pioneer trên cái đường test 1 ha, và cái con 57 ở đường 2 ha. Rồi. Bây giờ em sẽ mở nhạc và em test chất âm của con Pioneer trước nha các bác.
Rồi bây giờ em sẽ đổi ha, đổi cổng ha, đổi qua tép 2 nè. Và giải mã bằng cái con DAT 57 ha. Và mình sẽ nghe lại từ đầu ha. Dạ, nghe lại từ đầu đi. Rồi, volume em sẽ vặn lên như mức cũ nha. Em xin dừng clip test hai cái đầu chỉ giải mã ở đây ha. Dạ, các bác nghe và đánh giá chất âm giùm em. Nhưng mà theo em thì con DAT 77 nó vẫn tiếng hay hơn dù nó giải mã chỉ có 20 bit ha. Dạ, còn con trên này 24 bit. Người ta nói hay theo giá tiền là đúng đó bác. Dạ. Con 57 này 5 triệu nha các bác và con D7 này là 3 triệu chỉ giải mã nha các bác, không đọc được đĩa ha. Con ở dưới cũng vậy.
Em vẫn còn rất là nhiều đầu MD và đầu giải mã khác ha. Các bác nào quan tâm hoặc có nhu cầu xin liên hệ trực tiếp theo số điện thoại bên dưới giúp em. Em ship hàng toàn quốc. Nếu mà các bác tin tưởng chuyển khoản hết thì em free ship cho các bác và bao ship tận nhà. Còn nếu mà các bác chưa tin tưởng lắm, các bác đặt cọc thì em ship hàng, các bác nhận hàng thanh toán và phí ship và phí thu hộ các bác trả giúp em. Dạ rồi. Em xin cảm ơn các bác trong thời gian qua đã ủng hộ kênh MD Sài Gòn rất là nhiều ạ. Dạ. Mặc dù em mấy gần đây em ít có clip test nhưng mà em vẫn bán hàng liên tục cho nên thời gian làm clip nó hơi 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 ít. Dạ. Em sẽ cố gắng tranh thủ để làm ra cái nhiều clip test hơn. Dạ. Em nhắc lại là con này 3 và con này 5 nha các bác. Dạ rồi. Em xin cảm ơn các bác rất là nhiều. Em xin chào và hẹn gặp lại trong một cái clip test gần nhất ạ. À, rồi, em xin cảm ơn ạ. À.